Lại là Bố Minh đây các bạn ơi. Bố Minh chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay tối về Bố Minh cho bò ăn tối nha các bạn. Bố Minh sẽ quay cập nhật tình hình bò thỏ bên cạnh Bố Minh cho các bạn xem luôn nha. Đây là hai bà bầu. Bà bầu Bố Minh nhốt riêng ra. Nó đang bầu, một con Ame một con Cali. Chứ không phải là Bố Minh là nhốt riêng ấy nha, thì hai con bầu của mình nhốt cho nó dưỡng thai. Ăn có bầu các bạn. Còn đây là Red Tail. Red Tail tối quá, không có đủ ánh sáng các bạn. Một đực là hai cái này bố mình bán hết rồi, bố mình giảm đàn các bạn. Bữa bố mình bán có mấy bé rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bữa bố mình bán mấy con giống đẹp lắm, giảm đàn bán bớt các bạn. Nhìn thấy không, nó đẻ ra mấy cái bé màu vàng đẹp không các bạn. Này nó mới đẻ này các bạn, nó mới đẻ hồi hôm qua rất là đẹp, được hai màu trắng hai màu vàng các bạn, rất là đẹp. Hai bữa nay tối cho ăn tối, ăn tối cho ăn cà rốt với dưa leo các bạn ơi. Thì các bạn đừng có nên cho ăn nhiều quá nha các bạn. Thức ăn chính của bò chúng ta là nó có cỏ tươi nè. Mình sẽ quay để nói cho các bạn biết thức ăn chính của nó là cỏ tươi, nén và nước uống, và chúng ta bồi thêm là cỏ khô nha các bạn. Đừng có cho ăn dưa leo cà rốt hay là rau gì nó nhiều quá, tại bố mình bằng đêm đó, bố mình cho nó ăn tối vậy thôi. Còn nếu không có là thôi, có tiền mà mua cho ăn cũng có thôi. Bò nó rất là dễ nuôi các bạn, mà nó mập. Có nhiều người nó sao bò mình nuôi mập đó. Tại mình bữa nay mình nhiều công việc quá, nhà cửa tùm lum cho nên mình không có chăm sóc tỉ mà nó còn mập vậy đó các bạn. Các bạn nhìn thấy cái này cái tí liền của mình mà uống nù uống nù. Bố mình quay cho các bạn xem, có thấy bố mình của viên nó sợ các bạn. Cái tí cái của mình đó các bạn, người mình đang phối cái đẻ nữa. Thì bố mình quay phim đến chi để cập nhật tình hình thỏ bỏ bên cạnh của mình cho các bạn xem. Tao nó ngủ ngang người đó các bạn. Rồi bảo Minh sẽ chỉ dẫn các bạn, ai mà muốn nuôi thành công các bạn cứ nhắn tin bảo Minh chỉ chứ. Có nhiều bạn nuôi mua bên cạnh của Minh đó, rồi nuôi chết bảo Minh rất là buồn các bạn, tại vì các bạn nuôi không có thành công á. Tại vì một phần các bạn mới nuôi các bạn không có biết được con bò nó bệnh nó đau hay là nó ăn uống như thế nào. Các bạn về viết thời tiết không khí các bạn nuôi nó không có được mát mẻ. Con bò nó phải ở trong rất là mát, nó mát là nó càng mê đó. Trời lạnh là lạnh là nó đẹp, nó mát, đừng có nóng nảy quá. Đây là cái chuồng bò cái của mình, cái tơ này nó chưa có lên mũi hẳn, bố mình chưa có quay để bán, để chờ nó lên mũi hẳn bố mình rồi bắt đầu sẽ quay đang bán cái ti cali các bạn, rất là đẹp. Đang chờ cho nó lấy lại cái màn hình mà nó giờ bọn mình quay bằng đêm đó. Nó mờ mờ áo áo kỳ cục đó. Nó không có được đẹp, nó không có được rõ nét các bạn. Trời rõ nét các bạn. Mình cho ăn tối. Các bạn chủ yếu bò là nó uống nước dữ lắm nha các bạn. Các bạn làm ơn bỏ nước cho bò uống giùm bọn mình. Đừng có bỏ khác nó tội nghiệp. Có nhiều người nó nuôi cho ăn dưa ăn đồ, ăn rau rác nó không có cho uống nước, nó bò không biết tưởng không uống nước. Ăn thỏ con bò gì uống nước dữ lắm. Uống nước dữ lắm nha các bạn. Tôi quay cho các coi có bà bầu này. Giống nó bầu mà nó mập vậy nè các bạn. Uống nù uống nù. Mấy bữa đó mình giảm ra mình bán mấy bé đẹp cũng vậy nè, đẹp hơn. Uống rất là uống luôn nhưng mà bắt buộc mình phải giảm đàn rồi. Thì mình bán bớt. Thì bây giờ số lượng còn lại là ít rồi các bạn ơi, không có nhiều. Nhưng mà các bạn nào mà muốn mua nữa bọn mình vẫn bán nữa. Ví dụ như bò bầu ha, cái gì đó của mình cũng bán thôi các bạn, cái gì cũng mình chừa lợi ích đặt thôi chứ mình cũng không có còn mua nhiều giống như hồi trước nữa. Tại vì giờ số lượng của mình chừa lại là đẹp nhất đó các bạn, nó rất là đẹp. Thì của mình chừa lại thì các bạn thấy cái đầu đẹp của nó này, chưa nè, đầu đẹp của nó mà nó như vậy rồi còn cái gì bàn, nó mập cũng ngu cũng ngu vậy thì các bạn thấy còn cái gì bàn cũng rất là to luôn rồi. Cái bé này nằm với giá của ăn gần 2 kg các bạn, gặp nó đang mang bầu nữa. Cái bầu này chắc nó đẻ chừng cao vai chừng 2 bé, cái bụng cũng không lớn luôn. Thì bố mình cập nhật tình hình thì test đi Cali bố mình cũng còn, còn chắc ba bốn cặp, ba cặp rồi các bạn, 4 cặp bán thành cặp rồi, còn 3 cặp nữa. Wow, tối tại cái trại của bố mình nó ở trong vậy nè, cho nên các bạn thấy bố mình quay nó tối. Gặp bố mình về bằng đêm á, bố mình mới rảnh thời gian quay cho các bạn xem. Có nhiều bạn á, bố mình không có video các bạn bận á, các bạn nhắn tin của mình rồi anh sao không thấy anh ra video vậy trường.
Rồi bọn mình quay thường quá các bạn ơi, chứ bọn mình cập nhật thường thường cho các bạn xem để các bạn biết được cái con bò con thỏ của trại bọn mình như thế nào. Đây cái bà này nhập bọn mình nó cắn ổ đẻ đó các bạn. Bọn mình đi làm về thấy nó cắn ổ quá nè, nó không có chịu ăn rồi nè. Nó thà cỏ xuống hết luôn rồi bỏ chứ không có ổ đẻ của nó. Bọn mình đang trông chờ, cái này là bò con thỏ cái Hà Lan nhập của bọn mình đó các bạn. Này bọn mình nó thật sự là nhập, còn bạn nào có tin hay không thì tùy các bạn thôi. Tại vì bò thỏ bọn mình, thỏ Hà Lan bên mình nó là thiếu bán các bạn, ta dặn rất là nhiều. Thỏ Hà Lan bên mình thì cái đồ đẹp đó thì các bạn cứ lại tán trại đi, rồi các bạn biết cái đồ đẹp của con bò ô con thỏ của bọn mình nó đẹp như thế nào. Thì rất là nhiều khách ở đây xong rồi về thì cứ mua của bọn mình hết trơn, nhắn tin hỏi coi thỏ còn không ăn, thỏ anh đẻ chưa hay gì đó, rồi cứ yêu cầu của mình quay cho xem trực tiếp, của mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi thôi, cuối video của mình kính chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình nha. Rồi của mình xin kết thúc video nha các bạn. Bye bye.